cấm quay phim chụp hình, nên là mình chỉ quay sơ sơ ở đây thôi. Chào quý chị bạn nhé, hiện tại mình đang có mặt ở cái trạm biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu giữa tỉnh Bình Phước với tỉnh Campuchia. Đây là chỗ huyện Bù Đốp, Bình Phước. Đây là trạm biên phòng. Trạm thì một đồn thì nó có thể nhiều trạm. Trạm thì làm địa bàn, quản lý những cái mục tiêu nhỏ. Còn đồn thì quản lý chung một địa bàn rộng. Chứ mình vẫn nói là mình trước đây cũng từng làm biên phòng nên là mình cũng rất ngại khi nhập cảnh những quốc gia khác. Thực tế mình nhập cảnh Singapore dễ hơn cả cảnh ở bên Campuchia. Đây là cột mốc đây anh chị này. Đây là cột mốc giữa Việt Nam Campuchia nhá. Nó sẽ có hai cột. Đó. Đầu 652. Vậy là 651 bên Campuchia rồi bạn ạ. Mình là cột 652, bên kia là 651 rồi. Đấy, qua bên này là cửa sông, bên này thì ở bên kia. Đó, đây là cột mốc giữa này anh chị này đấy. Đó, đúng không? Có hai cột mốc ha. Cột mốc sẽ cái đuôi nó sẽ khác thôi. Giữa Việt Nam Campuchia thì cái đuôi nó sẽ khác. Đây là anh chị này. Đấy, cột mốc bên này là đấy. Bên mình đang chuẩn bị nhập cảnh qua đất Campuchia. Chỗ này là chỗ mình đang đứng trước barrier của Campuchia rồi. Thực ra nó cũng không tiện quay phim gì hết á, mình chỉ để quay trong xe thôi ha. Biên phòng của Campuchia là của công an, còn biên phòng của Việt Nam mình là của quân đội. Chúng ta vừa sang nhập cảnh sang đất Campuchia rồi các bạn nhá. Rồi bây giờ là qua đến đây là ok rồi ha. Đã qua là cái khu vực biên giới rồi. Mình có thể quay phim thoải mái rồi. Mình đang ở Việt Nam mình sang Campuchia thì một cái sự gọi là thay đổi cực lớn luôn về cái việc đi lại ha. Các sinh hoạt khác bên này các anh chị thấy xe là gần như không có biển số. Thực tế mà nói là những cái đô thị mà quanh ven biên giới Việt Nam thì nó không lớn. Bên cửa khẩu bên mình ấy thì chỉ có mấy cái đô thị bên sang Sa Mát thì có khu vực đó thì nó khá lớn rồi, còn lại bên phía Bình Phước này, bên đoạn Tây Nguyên rồi về đến cả bên Long An, Long Yết thì cũng không có cửa khẩu lớn đâu anh chị ạ. Còn muốn vào đô thị lớn thì bắt buộc phải là sâu vào trong đất liền của họ, phải sang Phnom Penh, Karachi. Đây là mình đang sang thị trấn Kasama. Thị trấn Kasama thì nó cũng là một cái đô thị rất là nhỏ thôi. Nếu mà Việt Nam mình thì nó chỉ ngang với cái thị tứ thôi, nó không có lớn. Còn Sanur thì mình sang gần sang rồi, cũng chỉ có cái chợ rồi đi cho biết thôi. Ngày trước đây thì hai bên bên này đều là rừng, không rừng già ấy. Và người ta cũng học Việt Nam mình là đưa dân sang biên giới ở. Đường bên này đẹp thật. Campuchia chỉ có điện thì sao? Tùy vùng thôi, đi sâu tí nữa thì chả có gì cả. Hai bên đường đây chủ yếu là trồng cây mì. Cây mì thì nó khỏe sống nhanh cho thu nhà hoạch, được giá hay không được giá thôi, quan trọng là nó nhanh kéo lại vốn. Mà chủ yếu người ta cũng xuất qua Việt Nam mình là chính thôi. Một là việc người Việt Nam mình sang đây thuê đất trồng, hai là người ta trồng lại bán lại cho Việt Nam mình. Còn vì là từ đây qua cái thị trấn Kasama mà muốn vào một cái thị trấn mới nó đi rất là xa, mà xung quanh thì đồng không mông quạnh, nhưng mà không ai dạy gì chở ngược nông sản về phía Thái Lan nữa. Trước đây ông anh mình làm bên xưởng chế biến điều ha, toàn sang Campuchia nhập điều về hết chứ điều Việt Nam mình không đủ sản lượng. Nhưng mà mấy năm gần đây thì cái nguyên liệu nó khá cạnh tranh nên là mấy năm nay ông ấy cũng không nhập nổi. Qua đây thì ta có thể thử uống bia Campuchia cực ngon.
Thực ra một két bia Angkor bên Campuchia mình mua mang về thì nó đắt hơn một két Ken nhiều. Đắt hơn đến 1/4, 1/4 gì đó, một két Ken. Ơi. Thật. Angkor thì rất là xa, từ đây đi Angkor cực kỳ xa luôn. Hả? Bia nhà còn miếng con cái còn hay không chứ, đầy mà nhà đống thì ai uống đâu. Biết thì tí hỏi ông ngoài còn ông về nhà mà uống, chứ uống bia này á nó đắt gấp 5 lần Việt Nam mình. Mọi chi phí nó đây vì mà quy nó đổi ra tiền Việt á. Sai gì, cái gì Việt Nam mình có thì mình đừng có mua, mà mình chỉ mua là cái gì mình không có thôi. Bên này mình đã sang được đến thị trấn Kasma của Campuchia. Đây bạn nhá, mình đã tới rồi. Bây giờ mọi người có thể đi theo cái xe kia. Chung là cái khu vực biên giới thì nó cũng giống nhau thôi. Nếu mà mình thả ra mà không có chữ Campuchia thì mình cũng tưởng mình đang ở gần đâu đó Việt Nam mình. Đây có vẻ đây có thể uống nước cũng thôi, chơi cho biết. Chúng ta đang có mặt ở thị trấn Kasma của Campuchia. Đi thẳng ra thị trấn Sanur. Sanur thì đi cửa khẩu Hoa Nư. Không biết Campuchia sao người ta rất thích trồng cái chuối trước cửa. Đây mình có thể là vào đây uống cà phê ha. Mình có thể đi lòng vòng tí rồi ai uống cà phê thì uống. Vâng. Đi vào chợ đi chơi đi. Vào đây thăm chợ đi. Để xem bên này bán gì giống về Việt Nam mình không. Trứng. Tí nữa có thể là mình ghé mua cái bánh. Ông anh đang mua smartphone, mua sim Campuchia. Mua nạp cạc. Nạp cạc Campuchia. Mà có thể thấy ghé muốn mua bánh biết gì, mua dép Lào kìa. Ai mua dép Lào mua kìa. Đây cái dép Lào ngày xưa mình hay đi đây. Đó, gọi là dép Lào, thực ra dép Thái sao đó, chứ không phải dép Lào đâu. Đó. Rất là giống thị trấn ngay gần Lục Ninh cũng ha, cái chợ kiểu này. Đây tiệm vàng. Huy mua vàng Huy kìa. Đi dạo vòng chị nhé, để cho mọi người tự do. Bên này người ta có thể là biết tiếng Việt đấy, nhiều người không biết tiếng Việt. Mua cái áo, cái quần gì đặc trưng không, cho nó lạ lạ không, giống. Mua cái áo bà ông bộ đây. Mua kỷ niệm bên Campuchia đi, bà mua đi. Mua cái gì. Bà ngoại nói được không? Bà
đó, bà ngoại biết nói kìa. Ủa, nhớ biết nói mà. Chém thôi. Chém thôi. Bà ngoại chém gió. Hồi đó đó, quên rồi. Quên rồi. Xem mèo Campuchia, mèo Việt Nam khác nhau không à Huy ơi? Cái này mèo Campuchia khác mèo Việt Nam không? À, con mèo nó khác mèo nhà mình không? Hả? À? Chắc hổ luôn á. Ông này chắc bên này người ta ít cận, ông này ông cận đeo kính cận. Bà kia bà nhìn bà hơi lạ. À, bên Campuchia người ta rất là giống như bên Ấn Độ các nước, người ta rất thích dùng vàng, rất thích đeo vàng. À, cái khăn ở cái khăn Campuchia. Giờ tôi báo một tí nó lấy tiền mua cái khăn Campuchia. Khăn Campuchia làm kỷ niệm, ok. Tí nó mua cái khăn. Đây, cái đồ Campuchia ấy, nó người ta dùng màu mè rất là nhiều. À, đây là đồ Việt Nam mình mang sang này ha. Bát đĩa này, cái kiểu chén sứ này. Chậu chiếc. À, bên này á, người ta rất là thích dùng cái loại màu nhiều màu. À, mình để ý mình thấy vậy. À. Oh. Đây, chợ đây chủ yếu bán về quần áo anh chị ạ. Cũng quần áo với đồ gia dụng là nhiều thôi. Chứ cũng không có cái gì nó đặc trưng lắm. Giàu Campuchia hả? À còn mèo con. Mèo con này đẹp lùi. Dầu Thái đó, nhưng mà giờ cam đâu ông ơi, bà ơi. Làm gì dầu cam. Dầu Thái đó. Ớt khô nè. Bán đồ hành, tỏi. Gia vị. Để chợ không bán gia vị. À, cá. Cá diêu hồng. Cá diêu hồng đang sống. Cá lăng hả? Cá lăng, cá chê. Cá chê chứ hả? Mà vào ngoài. Này giống ở dưới chợ mình không? Cá lóc nướng hả? Rau cỏ bán y chang Việt Nam luôn. Bán đồ khô này đặc trưng của Campuchia là bán cá khô rất nhiều. Rất thích ăn đồ khô. Chúng ta vừa đi vòng qua một cái chợ ha. Có một cái thị trấn thì gần Kasama phải không anh ngoài? Thực ra mình phát âm hơi sai, Kasama. Mình phát âm bị sai, Kasama là giống như Kashmir của Ấn Độ đó. Thực ra Kasama. Nhìn chung thì mấy cái thị tứ Việt Nam với Campuchia thì thị tứ Việt Campuchia hiện tại nó cũng thua xa cái thị tứ của mình. Thì nó cũng giống như một cái trung tâm của một xã thôi. Còn khá là nghèo nàn, nó cũng không có gì nhiều đặc trưng. Đây là chợ bán thực phẩm, chợ bán thực phẩm. Đâu, Huy ở lại đây thôi à? Đây là bán bò, bò, ok, bò. Người dân Campuchia người ta nói tiếng Việt rất là nhiều, người ta rất nói tiếng Việt rất là tốt. Nhất là thị trấn Sanur gần như ai nói tiếng Việt luôn. Nhưng sang bên Kasama thì mình thấy có lẽ là người ta không có nói tiếng Việt nhiều. Và hai nữa là người ta không dùng tiếng Việt luôn. Như ở Sanur thì dùng tiếng Việt. Nhưng mà cái tỷ lệ quy đổi thì nó hơi thấp. Đây là vừa thấy cái khăn ở đâu, có cái khăn vuông vuông á hả? Ở đầu kia cơ, đầu kia.
Ờ cái khăn bên này nè, khăn bên này nè. Đây đây. Đông này, à quên cô. Có cái khăn khăn rằn này nè. Mua cho mỗi người cái khăn rằn cho làm kỷ niệm nè. Ở đây thì nhìn chung thì đồ giống cái đồ Việt Nam mình thôi. Đây này, bác chị đây bán này. Đây là. Đây 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 khăn khăn này. Đó, khăn Campuchia. Ta mua là mua cái này. Mua được. Mua 7 con. 7 con hả? Khăn rằn. Khăn rằn. Nó mua mỗi người cái làm kỷ niệm. 7 con à? Dạ. 7 con 5. Ốt 8 con này, 8 con 5 ấy. Ở tên vậy cha, ơi lôi ơi Việt Nam, ơi 7 con Campuchia. Ờ 8 con. Dạ. Mai chẳng nghe phần tay đọc lên. Ốt cha. Mũi 2 3 4 5 5 5 1 2 7 này. Mua mua cho ông học, ông học khoái lại làm cho ông học là kỷ niệm rồi. Có ấy bỏ ok bỏ ấy có bán mà bỏ mua má má ấy nhưng mình tính nhá hả tính bắt tính nhá tính nhá cho lại hai tê không alu sau ri ui alu sau ri alu sau ri à, ai lấy màu nào lấy nào mọi người ơi, ai lấy màu nào lấy nào ô đẹp màu mình hợp màu gì nhỉ. You choose color, choose color. What color do you want? Không, con xem cái màu nào nó phù hợp với con nhất. Nó phù hợp với. Là dễ thương đúng không? Như mình tin nhá. Cầm về đi. Ai lấy không? Mà lấy không? No. Không phải, không phải lấy à? Lấy cái gì? Đóng tên em thấy nào mình quang đâu. Không, không quang, chỉ đội cho nó khỏi. Cho nó ấy thôi. À, mà để ở nhà làm kỷ niệm chứ. Đi mấy giờ mua bỏ. Bây giờ mình có mua. Bây giờ mình đi cầm chía nè. Dạ. Đây không khí nào mình chứa. Bây giờ mình đang 24. Bây giờ mình muốn buôn. Dạ. Phía. Có chanh mặn mặn. Rồi rồi, ba cái hả? Bây giờ. Bây. Bây hả? Bây hả? Bây hả? Bây hả? Ai đâu mà? Đâu có hai cái hả? Bây hả? Không mua đâu, không mua thôi, ai bảo mua đâu. Thì lấy màu khác, đổi quang. Đổi màu khác. Mua tiếp hả? Lấy một nữa hả? Tính ạ, mua không? Này là bao nhiêu tiền Việt anh Hoài? Tám năm 40 ngàn cái à, tầm 40 ngàn cái anh chị nhá. Đó là mình mới mua được cái khăn Campuchia làm kỷ niệm. À, người Campuchia ta cũng rất là thân thiện và rất là thật thà. Đó, người ta dư tiền người ta vẫn đưa tiền này. Anh ơi. Đó. Người ta sẽ đuổi theo dí theo ta trả lại tiền luôn khi dư mấy đồng tiền nó có tiền lẻ bình thường thôi. 40 ngàn thì cũng bằng Việt Nam mình, khăn Việt Nam mình cũng 30 ngàn mà nó nhỏ hơn. Đây mình vừa mới chọn mua được một cái khăn rất là đẹp. Rất là hợp với mình. Đi đâu cà phê đây nào người ơi. Rất đẹp. Quay chiên. Rồi, giống nhau thôi, không ngon bằng đâu. Thế ra ngoài. Đây là đồ thờ ông Địa, ông Tài ha. Cũng người ta kinh doanh buôn bán đúng ấy. Cái này của bên Việt Nam mình xuất sang ha. Chị nấu cơm. À, cái gì đây? Cái món là món hến đây này. Cái món này là ăn ăn trực tiếp các bạn nhé. Hến sống với nắng là người ta cho thì cay này, mặn này. Đó. Mình thì không dám ăn món này.
bạn nào có thử thì ăn thử. À, miền Tây mình ấy cũng có nhiều địa phương người ta làm món này à, nhưng mà mình thì mình không dám ăn. Mình ghé vào đây uống cà phê nhé. Có một cái quán cà phê rất nhỏ đối diện với chợ, nhìn có vẻ khá là thơ mộng. Thử uống cà phê Campuchia xem như thế nào. Hot coffee. Coffee Campuchia, yes. Teapot, trà sữa này. Đấy, mình sẽ phải uống một cái đặc trưng ở đây. À, con cứ mang vào đi, con cứ mang vào. Ừ, con mang vào. Ờ, ăn sữa chua Campuchia thử xem. Không nữa. Ê, uống cà phê hả hay là gì đó? Đâu có nhìn thấy chữ. À, tiếng Anh kìa. Kem Việt Nam với kem Campuchia có khác nhau không? Khác. Khác hả? Việt Nam hơi ngọt. À, con riêng ngọt quá đúng không? À. How about this cream? How about? Sweet or not sweet? Sweetie. Hello. Okay. Cái này có Thái không? Có Thái, kem Thái chứ không phải kem cam nha, các bạn nhé. Không, phải ăn một cái. Ăn cái để kỷ niệm. Mẹ uống latte. Coffee. Dạ, cà phê. Cà phê sữa, cà phê đá. Ôi, nói được tiếng Việt luôn. Cho cà phê sữa đi. Cà phê sữa nóng. Cà phê sữa nóng hả? Nóng cà phê sữa nhưng mà cappu hay latte có máy hay nè. Cappuccino. Ăn mấy cái bên cái đem không? Đem cho. Đếm đi, cô đếm đi. Đếm. Bà chủ đếm đi. Ngoài mày uống cà phê không ngoài? Cà phê sữa nóng hả? Cà phê hot. Cà phê sữa latte. Latte. Ok, latte. Ăn đấy. Anh lấy gì anh uống cà phê sữa gì anh thử đi, thử đi Campuchia đi, nó là cái gì. thử xem. Different Việt Nam and Cambodia coffee. Yes. Do you choose this menu? Đây mình chọn ngồi một cái góc chill nhất ở của tiệm. For me, thank you. Yes, thank you. Cappuccino rất là ngon anh chị ạ. Chị này chị làm rất chuyên nghiệp, rất thơm. Cái bọt tan, cái bọt nó đọng lên trên này. Cũng rất là béo. Quý anh chị các bạn ha, nếu có dịp sang Campuchia, sang Khao Sma nhớ ghé tiệm của chị. Một chị bán hàng rất là dễ thương, có thể nói được cả tiếng Việt. Tiện để chúng ta liên hệ ha. Quán sạch sẽ và nguyên vật liệu, nhất là nguyên vật liệu anh chị toàn làm bằng đồ xịn hết. Nếu không phải đồ bình thường như ở các thị tứ của Campuchia hay là Việt Nam mình đâu ha. Giờ ít khách lắm, con xin lỗi, giờ ít khách lắm. Đây bên sát bên biên giới ha. Thì rất là nhiều casino và có casino và rất là nhiều nhà hàng, nhà nghỉ. Đấy. Đây là khu vực nhà nghỉ của nhân viên họ thôi. À, đây là đến với cái cơ quan nào đấy của họ mình không biết ha. Đây là có một cái biểu tượng gì đó thôi. Đến đây là đến biên giới. Bây giờ chúng ta đã trở lại về Việt Nam ha. Biên giới Việt Nam Campuchia ở khu vực này là đường chia nước. Đường chia nước nghĩa là lấy chính giữa dòng sông, dòng suối này.
đó để là chia làm biên giới tự nhiên giữa Việt Nam Campuchia. Đó, bên này cờ, bên này giữa dòng sông, bên này của lại của Việt Nam quay trở lại ở Campuchia. Đây, chúng ta đang quay trở lại với biên giới giữa barrier giữa Việt Nam, trạm biên phòng Việt Nam. Khẩu Hoàng Diệu Bù Đốp. Đây, cửa khẩu Hoàng Diệu Bù Đốp, thực ra nó là một cái cửa khẩu nhưng mà nó quá nhỏ thôi. Thôi, mình đã về Việt Nam an toàn rồi anh chị nhá. Thực ra thì đi Campuchia nó cũng không có gì lằng nhằng đâu. Nếu có bắt bo bình thường thì cũng sẽ bình thường, như một quốc gia Đông Nam Á khác thì nó dễ thôi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã xem nhé, nhớ like, subscribe giúp bạn đi. Bye bye.